Chiếc giường có 102 làm từ cát biển được người phụ nữ dùng trong 50 năm. Mới đây, kênh Độc Lạ Bình Dương đã chia sẻ câu chuyện về chiếc giường độc lạ của người phụ nữ tên Sáu, quê Bình Định, thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Cụ thể, trong đoạn video, cô Sáu cho biết ngay từ năm 7 đến 8 tuổi, mình đã bắt đầu nằm ngủ trên chiếc giường bằng cát này rồi. Tính đến nay đã được 50 năm. Chia sẻ về lý do xuất hiện chiếc giường đặc biệt này, cô Sáu cho biết, nằm trên cát mát và khỏe người, dễ ngủ, còn nằm trên nền gạch thì thấy nóng, cô không ngủ được. Cát để làm giường cũng được cô lựa chọn kỹ càng. Thông thường, cô chỉ lấy cát sau khi trời mưa, nước đã cuốn đi bụi bẩn. Bên cạnh đó, cát được lấy cũng là cát biển, hạt to và ở những khu vực sạch sẽ. Bạn Phú sẽ cho các bạn khám phá một cái giường có 102 trên thế giới này. Đấy, người phụ nữ trước mặt các bạn là cô Sáu Bẹp. Đấy. Mấy chục năm qua là chỉ nằm trên cát như thế này thôi. Đó các bạn. Cát biển nha các bạn. Không thể nằm trên gạch, không thể nằm trên nệm. Đó. Chỉ có thể nằm trên cát này thôi. Ủa nằm mà nếu mà cô nằm trên nệm thì cô cảm thấy sao? Không ngủ được hả? Nó nắm vào lưng lên. Nó không có mát được như cái đất đây. Dạ. Yeah. Nệm cái đất đây nó mát cái lưng cho nệm nó nắng lắm. À, chồng cô cũng chiều cô rồi hai người lúc mà ấy thì nằm trên cát còn lúc bình thường thì chồng cô nằm ở đây các bạn. Cộng đồng mạng đã vô cùng bất ngờ khi chứng kiến chiếc giường độc lạ này. Quả thực trong cuộc sống có rất nhiều điều kỳ lạ mà chúng ta chưa thể lý giải được. Anh em có ai từng thử chiếc giường bằng cát này chưa? Comment ngay cho TV Chan biết với nhá. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ TV Chan. Nhấn like, share và subscribe kênh để theo dõi những thông tin nóng hổi nhất nhé.